chở hết đi ra bãi rác, đóng một hệ giường gỗ lớn, thêm bậc đi lên, cho hai tấm nệm vào, hai người nằm xuống là ngủ, gắn thêm mút tròn xung quanh, tạo cảm giác êm. Đóng hai kệ gỗ, âm vào tường, trên đầu của hai chiếc giường, đựng tất cả những sách báo, hồ sơ, các mỹ phẩm phụ kiện, lắp thêm ổ điện, để cắm sạc điện thoại và iPad, thêm một chiếc bàn thấp ở giữa, đóng hệ khung vách vòm cong, mềm mại, đề co ở giữa, có gắn dây đèn LED, tạo ra không gian riêng biệt. Đi lên tách ra hai bên, là vào không gian riêng biệt của hai bên, phía dưới chân giường, tích hợp hệ tủ âm, kéo ra, cho đồ dùng cá nhân vào chứa, rất là tiện lợi và gọn gàng. Đóng thêm hai chiếc bàn hai bên, một bên sử dụng bàn làm việc, một bên dùng làm bàn trang điểm cho ghế vào ngồi, là sử dụng thôi. Phía đối diện đóng hệ tủ gỗ, cao đụng trần, chứa mền gối và áo quần, đồ đạc cá nhân. Không dùng nữa đóng lại, đã xong một căn phòng đầy đủ.